Hello, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Cali Sài Gòn và xin chúc cho mọi người một ngày thật vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình nha. Vâng, cũng như là cái hình ở ngoài các bạn đã thấy rồi. Chán cơm, thèm phở. Thèm phở này nè các bạn ơi, chứ không phải thèm ở kia đâu. Đây. Đây là giá trụng ha, mình có giá trụng rồi. Rồi bây giờ mình thích ăn giá trụng hơn các bạn ơi. Đây bánh phở. Rồi dĩ nhiên là phải có thịt bò. Thịt bò tái. Vâng, đây thịt bò tái đây. Nhúng vô trong đây luôn để cho nước nó ngọt luôn các bạn ha. Trời ơi, mùa đông này á, đi làm về mà có một cái tô phở này ăn hết sảy đó các bạn. Mình nấu các bạn, mình nấu phở này á các bạn tin không? Không đâu, cái này là phở của bà Thanh. Bà Thanh là bà nào? Hôm nào mình sẽ giới thiệu cho các bạn nghe, cũng như trong ban biên tập của bà, của Cương Dừa, Đỗ Thị Thanh, Nguyễn Thị Ngân, mà không ai biết Nguyễn Thị Ngân là ai, một thời gian sau mới biết được. Bây giờ bà biên tập của bà của nồi phở này bà giấu mặt, bà không cho ra mặt. Mình trụng lại cho nó ấy các bạn ha, cái này là nạm đó các bạn. Wow, biết mình thích ăn nạm nè, còn này là cái gì không? Cái này là gân à. Cái bà bên biên tập của cái nồi phở này, bà biết mình thích ăn gân lắm. Cho nên lúc nào cũng mua gân, mà sắc phải cục bự gì nè nha, mình mới thích nha. Chán cơm rồi các bạn ơi, thèm phở à. Đó, mình bỏ vô đây nữa. Rồi một hai cục bò viên chứ ha các bạn ha. Một hai cục bò viên. Ở dưới đây là xương bò đó. Ở dưới đây là xương. Và xương mình ăn sao đi. Ăn rồi bên đây là cái gì nữa? Có hành lá nè. Rồi còn gì nữa? Ô, có sách nữa nè. Giống như cái tô phở này, giống như là tô phở đặc biệt vậy các bạn ha. Tất cả cái gì cũng có hết. Rồi cái gì nữa? Dĩ nhiên là hành lá. Rồi cái gì nữa? Chút xíu chanh. Đúng theo của miền Bắc các bạn thì là người ta phải bỏ thêm chút tiêu. Rồi còn cái gì nữa? Dĩ nhiên là phải có lá quế. Cái gốc quế này là các bạn đừng có dục, mình bỏ trong cái ly nước đó, mình để trong đó khoảng cỡ 1-2 tuần sau là nó ra rễ. Mùa này tuy là mùa đông cho nên mình trồng ở ngoài cũng được, mình có thể trồng ở trong nhà ha. Còn có mùa hè đó hả, mùa xuân hả, các bạn để chừng một vài ngàn tuần lễ là nó ra rễ đầy chân á, là bạn cắm xuống bất cứ cái chậu nào là nó cũng lên. Nè các bạn đi theo mình coi, mình chỉ các bạn. Đây là có cái những cái cây nè, cái gốc nè ha. Mình cầm mấy bữa trước, một tuần hai tuần trước á. Bây giờ nó ra rễ nè các bạn, thấy không? Nó ra rễ nè, thấy không? Đó, cái này là mình cắm xuống trong cái chậu, mình đem vô nhà hay là cả ngoài gara xe. Và mình đợi khoảng chừng 2-3 tuần nữa trời ấm ấm áo lên chút xíu là bắt đầu mình trồng được rồi. Rồi bây giờ trở lại với cái tô phở của phở bà Thanh. Đó, nước rất là trong nha các bạn. Tôi rất là thơm luôn. Mùa này là mùa Covid đó các bạn. Ở ngoài mình cũng bán cũng không bảo đảm nữa, cho nên nó mua về nhà nấu là hết sảy.
nấu nồi phở vậy nè, gia đình ăn 2-3 ngày luôn, yêu ăn 2-3 lần luôn, ăn 2-3 ngày cũng có là cũng ấy chứ phải không? À, ăn bữa nay ngày mai ăn tiếp nữa tục nữa. À, đây là xong một tô phở nè, Trí Danh phở Bà Thành, các bạn thấy chưa? Rồi bắt đầu cái mình di chuyển ra ở ngoài trước nha. Đây mình di chuyển ra ngoài trước nha các bạn. À, để mình di chuyển qua này để các bạn xem. Ok. Mình lót cái giấy dưới ở dưới đi ha, tại vì nó nóng nó hư cái mặt bàn. À, giống như giải chiến không các bạn? Mình mở đèn lên cho các bạn coi nè. Đây đi làm về trời đang lạnh ở ngoài, gió mưa tơi bời, bây giờ mà mình có một tô phở rồi quay giùm mình cái chỗ này nha. Thơm lắm các bạn ơi, rất là thơm luôn. Phở Bà Thanh này ngon quá, mình kêu mở quán bán đi, mới nói bán mất công dẹp tiệm shop. À, đây là miếng tương ớt ở nơi ngoài. Nếu các bạn nào mà ăn ớt cay á, cái mình sắc ớt tươi hay là ớt trái ở ngoài để riêng ở ngoài. À, các bạn thấy ngon không? Đây là miếng gân hồi nãy á. Wow, thấy thơm quá các bạn ơi. Mời các bạn nha. Mời các bạn. Thơm quá các bạn ơi. Năm mùa quanh rất là ngon. Cái ngon thứ nhất là các bạn biết gì không? Nấu phở phải có tâm. Bỏ tâm vô là ngon. Để mình ăn thử cái này nha các bạn ha. Sao mà ngon quá không nói nên lời luôn các bạn. Lâu lâu mình cũng làm một vài cử chỉ cho phở Bà Thanh bà vui. Ngon quá các bạn ơi. Thường thường mà nấu ăn như vậy á, mà người ăn mà người ta khen ngon á, cái người nấu á người ta thích lắm. Mát ruột mát lòng, không uổng công người ta bỏ mấy tiếng đồng hồ ra người ta nấu với các bạn ha. Trời ơi, có một lời khen tại sao mình không khen? Ăn có dở cũng phải khen nữa nha. Đây cái hình ở ngoài bìa đó của video clip mà mình nói chán cơm thèm phở là cái này nè các bạn. Thật là ngon các bạn ơi. Bữa nay trời mưa gió bão bùng nữa mà được tô phở nóng còn gì bằng. Đợi chút xíu các bạn ha. Xuôi làm thêm một ly bia. Mình đi lấy gì? Lấy cái ớt. Cái ớt này ngoài sau vườn mình trồng á. Mình không biết nó là cũng là ớt hiểm, nhưng loại này nó hơi to to, nó tròn tròn, nó ngắn hơn là cái trái ớt hiểm chữ thiên. Mà nó cay động trời luôn á. Mà nó cả cay mà nó thơm nữa. Cái mùi ớt rất là thơm. Mình trồng ớt lóc. Năm ngoái mình trồng được 32 cây, mình đếm luôn 32 cây. Thì các bạn biết là nó cho ớt ra bao nhiêu, nhiều lắm các bạn ơi. Mình để trong tủ lạnh á, từ ăn từ từ, còn ăn không hết nữa cái mình bầm, để bầm nhuyễn để trong hũ ăn từ từ. Ngon quá các bạn ơi, pha trong miếng ớt.
Rất là ngon. Nhân tiện đây cũng cảm ơn các bạn đã chia sẻ cái tô phở của mình và cảm ơn cái người nấu phở là phở bà Thanh nha. Ok, cảm ơn các bạn đã chia sẻ video clip về cái tô phở của bà Thanh của mình. Rồi một lần nữa xin chúc các bạn một ngày thật vui vẻ và bình an, hạnh phúc bên gia đình nha. Nếu thấy hay cho mình một cái like và những nút đăng ký kênh cho Cali Sài Gòn. Rồi xin chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn lại video lần sau nha. Bye bye.